Cứ cho tôi một con số. Tôi thật không ngờ là có ngày anh lấy tiền bạc ra để mua tình cảm cơ đấy. Nhưng mà xin lỗi nhé, tôi không đồng ý chuyện đấy được. Bởi vì cái tôi cần không chỉ là tiền đâu. Cô thừa biết là không bao giờ tôi chấp nhận, vậy mà cô vẫn ngoan cố để làm gì? Anh nhìn lại mình ấy, anh mới là người ngoan cố. Dung với Đăng đã tìm được con rồi, họ sẽ quay trở lại với nhau, cho nên cơ hội của anh chấm hết rồi. Này, tôi đang thắc mắc một điều là suốt ngày cô ở trong nhà những cái gì cô cũng biết đấy. Nhưng mà tôi nói đúng không đã? Họ đã tìm được Nguyên An đúng không? Tôi nghĩ vấn đề này Đăng và Dung nên check lại cho chính xác. Tội lỗi đều là do người lớn gây ra cả, cho nên đừng có làm cái gì khiến cho con trẻ tổn thương. Nhưng người quyết định thử ADN chính là Tú. Mà tôi nghĩ sự thật luôn luôn được ưu tiên. Tớ có nghe anh Phong kể chuyện, cho nên nghĩ là phải chạy ngay tới đây để chúc mừng cậu. Sao lại hay thế chứ lại tìm ra được cả cái Nguyên An. Tớ còn không tin đây là sự thật ý. Thì sự thật đấy còn gì nữa. Cái này phải nói là ông trời rất là thương cậu đấy. Cho nên tớ nghĩ là vợ chồng mau mau về với nhau đi. Này có trai này, có gái này, vợ chồng hòa thuận thế còn gì nữa. À, ai quay lại với ai hả? Sao tự nhiên cô lại đánh cháu ạ? Cháu đến để chúc mừng con gái cô mà. Cái người như cô tôi chả tin Hoàn Lương được. Bình thường nói xấu, chơi bẩn con Dung, giờ quay ngoắt 180 độ, tốt là phải từ trong tâm nhá. Còn cái loại người như cô ấy, lương tâm bị đứt dây thần kinh từ lâu rồi. Mẹ, Diệu đến chúc mừng con thật mà. Hôm trước Diệu vừa qua đây chơi, nhắc đến Nguyên An, thì ngày hôm sau con nhận được tin của Nguyên An luôn. Cô thấy chưa? Lần này tôi tha cho cô đấy, vì gia đình tôi có tin vui. Nhưng từ giờ trở đi, cấm không bao giờ được nhắc chuyện chồng cũ với con Dung đâu. Con gái tôi sắp lấy người khác rồi. Tớ sẽ không quay về với anh Đăng đâu. Sao lại không quay lại với anh ấy? Cậu quay lại với anh ấy mà hưởng vinh hoa phú quý chứ. Đừng có tưởng con gái tôi mất giá nhá. Những người đàn ông tử tế luôn bị hấp dẫn bởi những người phụ nữ đoan trang, thùy mị, nét na, dịu dàng. Còn giàu có, nói cho cô nghe nhá, hai đứa cháu tôi không gì giàu bằng. Nghe rõ chưa? Vâng. Vâng cái gì? Thì cô bảo là cháu phải vâng chứ làm sao? Cuối cùng là cậu định lấy ai đấy? Là anh Hòa, sếp của Thủy. Thế à? Thế định chừng nào cưới? Cũng sắp rồi, nhưng mà tớ phải đón được Nguyên An về đã.